Mời nhà trai. Wow. Ôi gì vậy? Gì wow vậy? Mấy vụ này nó khoái lắm. Đồ ăn nữa hả mọi người? Ê, và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời đàn trai. Dạ em xin chào trường quay, em chào anh Nguyễn Linh, chị Nam Thư. Chào bạn gái anh kia, em tên Lê Văn Lâm, quê quán ở Tân Sơn Ba Chi, Bến Tre. Em nghề nghiệp buôn bán mía. Giờ bán ở đâu vậy Lâm? Em bán ở chợ Phạm Văn Hai anh. Bán Sài Gòn hả? Anh Lâm bao nhiêu tuổi anh Lâm ha? Em 32 tuổi chị ơi. Rồi. Em tên Sê Lý Diếu, năm nay sinh năm 1. Em tên gì? Em tên Sê Lý Diếu. Cái tên của em thì hơi có kia một chút xíu, tại vì em dân tộc gốc Hoa. Không em, tên của em bình thường, hồi xưa chị đi học có nhiều bạn trong lớp chị tên nè: Chống Quay Làng Chí Con Dến. Còn mà ra tiếng Việt là tên gì? Linh. Đó, mình kêu Linh, Linh nha. Linh hả? Linh. Vậy chắc anh cũng họ hàng với Diếu à? Phải không? Anh cũng tên Linh hả? Diếu năm nay nhiêu tuổi? Dạ, Diếu. Em năm nay sinh năm 91, quê quán ở Sóc Trăng. Công việc hiện tại em là công nhân may ở ngay Củ Chi chị. Rồi bây giờ mời Diếu giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân em. Em giữ bí mật rất là lâu năm rồi. Nhưng mà sẵn cái chương trình này thì em cũng nói luôn là em rất là ngu về đường xá. Em đi đâu là cũng nhờ em gái là chở đi thôi. Với lại một cái điều nữa là không phân biệt được tay trái và tay phải. Nên lúc nào cái tay em là phải đeo đồng hồ để phân biệt tay nào tay trái và tay nào tay phải. Nên cái điểm yếu em nằm chỗ đó. Và cái điểm yếu em thứ ba là hung dữ. Em dữ cỡ chị không? Cũng ngang ngang và cái sự độ mà tưng tưng á. Nó cũng là 9-10 á chị. Chứ chị nghĩ đi, coi có vẻ có hung dữ không? Nó đang đeo nhẫn cưới mà nó đến cua em, coi có dữ được không? Hốt nó cho chị. Nó thiệt không, lẽ em lấy dép em trội vô mặt nó luôn thiệt. Cái ca đó là hốt liền chứ chừa làm gì. Đeo nhẫn cưới đi cua người ta là sai. Mà còn có trò mà đeo nhẫn cưới mà tháo nhẫn cưới ra mà sai lầm, tháo nó xong chinh tiêu tay còn cái lặng. Trời hốt cho chị mặt cua em chị. Chị nổi không? Không, cho đó em giữ đúng. Cái đó chị trời mình. Chị em chị thích chị quá. Em kết chị đó. Dạ. Một cái điều nữa nè chị, em là gì cưng? Mấy anh trong công ty nói em gì nè: thôi anh thôi vợ gùi. Nói thôi vậy rồi đưa giấy tòa án giải quyết đơn ly hôn mà xuống đây tôi coi. Cua tôi chợ tôi đâu muốn ăn axit đâu. Cái mặt tôi không được đẹp nhưng mà tôi xấu tự nhiên vậy đó. Nhưng mà tôi bây giờ tôi đang tân trang để tôi muốn có chồng. Đó. Cái em chửi cho một trận, lần sau mà nói tới Sê Lý Diếu là một cái một chạy hết trơn. Đến nỗi mà sếp em bữa nay mà nói vậy nè: mày làm ơn mày lên trển mày thanh lý nhỏ này gấp đi, chứ tao không chịu nổi nhỏ này rồi. Vậy hả? Tại chị á, tại chị nói em mới nói không, anh kim kia chạy bỏ dép luôn thôi gọi là bắt đòn. Không sao em, ngay từ đầu chẳng thà đi mình anh thanh thần em đi vậy. Nhậu đi em. Dạ. Anh em đi nhậu đi mệt quá. Điện thoại đi đâu á? Đi đâu á? Đi đâu á? Hả? Không đi thiệt luôn á chị ơi. Tôi đi nhậu quá. Mình lâu lâu người ta được lên sóng thì cho người ta có bao nhiêu thì bung lộ đi anh. Mình hiền quá, phụ nữ ăn hiếp em hả? Thấy chưa, mình nói vậy mấy bà còn nói nữa, thấy chưa? Giờ thêm bà nữa bên kia là thành cái chợ đó. Buồn. Hơn cái nhóm chợ của sát luôn rồi. Tại vì bình thường em cũng hay đi chợ đó anh. Bé, nay mình đi kiếm bồ, kiếm người yêu đó. Mình tém tém bớt lại. Tém tém. Tém lại, tém không, lại. Chị bữa nay em tém lại mặt đậm á, bình thường em mặc quần không à. Bữa nay em ngồi vậy là em khó chịu lắm á chị. Thiệt hả? Ủa Giang Diếu. Dạ. Cái gì Diếu? Người tên là tên Diếu, Linh đi gọi Linh đi, tự nhiên Giang Diếu. Ai Giang Diếu gì đây? Anh Linh nha, mà đi ngang qua khúc nhà em đi anh coi chừng. Em thả chó cắn anh á. Không có dữ nha, bé không có dữ nha. Em là em dễ thương. Em dễ thương đúng không? Đúng rồi. Ưu điểm là cái gì? Ưu điểm của em hả? Một khi là chưa vô công việc thì em tưng tưng vui vẻ hoạt bát, nói chuyện là vô tư. Nhưng mà khi em đã vô một công việc một nào đó là tôi gọi em y như con hến, không có nói chuyện. Tập trung 100% và công việc em muốn làm biết sao, mình phải dồn sức lực vô công việc rồi biết bao nhiêu tâm huyết mình vô cái công việc đó. Đó là với công việc, còn với tình yêu thì em như thế nào? Trong tình yêu là bình thường á em bị ế vậy nè chị. Là em rất là sửa soạn. Còn khi mà mình yêu rồi á, lúc nào em cũng suy nghĩ lo lắng cho người yêu hết trơn, cái tự nhiên không sửa soạn nữa. Em tàn xuống. Hãy cho bên đàn trai nói chút xíu đi. Rồi bây giờ nhà gái em đóng cửa đó, nhà trai em dán mỏ ở nha. Mấy cưng làm đàn trai khớp quá. Anh thấy em mua con này nhầm rồi đó. Ưu điểm và khuyết điểm nè. Ưu điểm của em hiền chị, ít nói. Khuyết điểm của em thì lâu lâu cũng có dơ.
Ở dơ là ví dụ nè. Đi buôn bán về cái nhậu xỉn. Về ngủ luôn. Ngủ luôn không tắm. Sáng có tắm không mà sáng đi làm luôn. Sáng tắm cho chị. Có, em hay đi nhậu không? Cũng có nhậu. Mấy chai? Ờ, chừng 5-6 chai. Ít hơn em. Vui vui thì em muốn cả chừng 10 chai. Xí em quên đang không nói chuyện được. Em muốn được nhiêu thùng? Sơ sơ cũng 20 lon được rồi. Sơ sơ cũng 20 lon được rồi. Khó kiếm cô gái vậy lắm á. Vô cô hồ chó cắn tôi khó kiếm. Thỉnh thoảng đi nhậu hay là thường xuyên đi nhậu? Tháng nhậu chừng vài lần, chị 4 lần, 4 lần. Có đi bia ôm không? Dạ, cũng lâu lâu cũng có. Có đi bia ôm không? Dạ, cũng lâu lâu cũng có. Rồi đi bia ôm vô trong đó làm gì? Uống vừa ôm. Vừa uống vừa ôm? Dạ. Uống vừa ôm. Anh lên đứng lên. Em ôm người ta. Người ta có ôm lại mình không? Cũng có. Mày biết ôm nó không có ai trong đây nữa. Mà đi mấy lần? Tháng đi 1 lần 2 lần à chị? Nếu đi nhiều. Ôi tóc mà hôi. Mà đi 1 lần 2 tháng, đi 1 lần 2 lần. Mà 1 lần đi mấy tiếng đồng hồ? Đã đi chừng vô đó tiếng tiếng mấy về chị ơi đâu. Bắn mía mà nó dám đi bị ôm trời. Thật sự là anh có tiền cũng khá khá đó mà anh còn dám đi bia ôm nữa đó. Trước khi mà em làm nghề bia ôm em ý quên. Trước khi mà em bắn mía đó. Dạ. Em làm công việc gì hồi đó? Đi làm công không anh? Giờ đi buôn bán thấy nó khỏe hơn thì thu nhập nó cũng ổn định hơn. Bán mía ngày lời khoảng được nhiêu cưng? Dạ khoảng 400, 500. 400-500. Tao không để dành dụm đi đi với ôm chứ. Dạ lâu lâu có đi mà anh đâu phải đi. Hôm nay tao phải ngày không đi đâu. Em nghe bên đàn trai mà có đi ôm tháng 2 lần em cảm thấy thì sao? Cái chuyện đi ôm mà chưa có quen biết em á thì em không có quan tâm tới. Cái đầu tiên á mà mai mốt quen em ở nhà em sẽ xử mỏng lắm. Mỏng lắm, xử sao này cưng? Nếu mà cái tay nào đi ôm nha. Chặt cái tay đó. Mà con bé nó không biết phân biệt tay trái tay phải nha mọi người. Có gì em gút móng thôi. Bé nó hiền ghê. Đi một lần chỉ nay gút móng một móng. Mà nào anh không dám nữa. Tay này tay gì? Khoan tay trời ơi anh làm em coi. Ờ tay này hả? To xíu chỉ xíu vậy. Đừng xin bị giới gì. No no. Tay phải. Này mà kêu tay phải ông nội ơi. Ở dưới đó nhắc cũng nhắc ba sai. Tay trái. À giỏi. Tay trái. Tay này tay gì? Tay này bình thường đeo đồng hồ ạ. Tay phải. Trời ơi đeo đồng hồ bên này. Cô cũng xinh lắm á. Trời em đẹp không cần chỉnh mà anh. Mà chỉ có hơi khùng khùng nên không có ai hước thôi. Sóc Trăng như huyện nào? Vĩnh Châu, ngay chợ Vĩnh Châu luôn á. Ở đó có nhiều người bị mờ mắt do trồng hành đó ha. Người ta kêu bằng làng mù á anh. Bây giờ em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình mà. Nửa mối tình là em bỏ ngoài rồi. Mối tình thứ nhất thì yêu nhau khoảng 3 năm. Mối tình thứ hai yêu nhau 2 năm thôi. Còn cái mối tình nữa, mối tình á thì đang tìm hiểu uống cà phê có 2-3 lần rồi. Mà em thấy anh đó xàm quá em nói anh ơi cho em xong 2 chữ bình yên. Rồi, được rồi, anh hiểu tình cảm của em rồi ha. 2 mối rử. Dạ, chị còn em mấy mà. Mối? Em cũng 2 mối. Nhưng mà râu ria cũng hơi nhiều. Mối đầu em quen cũng được mấy năm mà. Lúc đó qua gia cảnh khó khăn người ta chơi em thì nghèo nên người ta đi lấy chồng khác. Chứ tôi nghĩ rằng hai bạn là những con người hết sức là chân thật luôn. Đúng rồi. Có sao nói vậy, những con người này mới là đáng quý các bạn. Có gì móc ruột móc gan ra nói. Bây giờ là nói gì nói, hai người nhớ kèm nhau nha. Bớt bớt chút xíu. Díu. Tại díu. Em kèm nên em kèm. Đúng rồi díu. Vậy hình mẫu lý tưởng của em là gì? Em muốn một người đàn ông như thế nào? Thật sự là em á, là hồi đó tới giờ á, là em lấy hình mẫu. Tuy là chê hơi xấu thôi, nhưng mà đang dối lòng. Biết sao không? Anh nên có cái cách ăn mặc mà em hồi đó tới giờ em rất là thích. Chứ không có thích ngoại hình anh nha. Đứng chính lại. Tại vì em không biết cách ăn mặc, không biết cách sửa soạn. Nên em cũng thích một người đàn ông không có chú trọng về vẻ bề ngoài. Biết sao không? Nó nhìn gái đẹp mê, nó thật là đi nó kêu rồi. Còn mình bà già xấu xí, tóc tai bù xù, suốt ngày muốn đi kiếm thêm tiền hoặc là lo cho cuộc sống trong gia đình, cái nó không có lo được bản thân. Rồi. Chị kiếm làm gì? Các em thích những người đàn ông là hơi hối hối tí xíu, bụng bia tí xíu. Hay à, cái này hay à.
nặng. Anh có cảm tình với em nghe câu này. Em nói lại câu này, cái em thích người đàn ông sao? Em thích người đàn ông nào mà đừng có giống như anh Linh. Vừa lắm. Qua đi còn trở lại chi cho con bé nó dặm nữa. Rồi vậy thì nãy giờ nói chuyện á, em dự đoán bên đàn trai là như thế nào? Bên đàn trai chắc ốm chị. Ừ. Chứ không mập. Khoảng 1m6 trở lên. Cũng chán cũng hơi cao. Mà cũng hơi dài dài chút xíu. Nói bụng bự nha. Trắng hay đen? Nếu là nói bán bía là đen xì rồi. Sao đen xì dữ vậy em? Đen được rồi còn xì chứ nữa. Mọi người ở dưới thấy nãy giờ diêu tả đúng không? Ồ. Em muốn lấy vợ thì thế nào? Vợ biết nấu ăn, để phép là được rồi. Đừng có về mà nói gặp bà già chồng mà nói coi chừng chó cắn. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Người phụ nữ em thích thì khoảng da trắng trắng, cao khoảng cỡ 1m55 trở lên được rồi. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em tới đây với lại chị đồng nghiệp làm chung với lại em trai mưa của em với hai đứa em gái. Thôi em trai mưa nữa. Còn nữa kia có bia ôm thì ở đây người ta có em trai mưa. Vừa lắm mà. Dạ anh chào anh Quyền Linh. Anh trai mưa là sao? Dạ tại vì em hồi lúc nhỏ là đã đi ôm ti rồi, có làm chung với chị Diếu. Để hai chị em chị thân tới nay nay. Có nhiều người theo đuổi không? Dạ chị Diếu có nhiều người theo đuổi. Tính chị Diếu năng nổ hoặc là gì, chị nói tính hung dữ nhưng mà thật sự không phải vậy mà là tính rất là sâu sắc. Em thấy bạn trai mưa của chị Diếu thế nào? Dạ bạn trai mưa anh ấy rất là tính tình hiền lành, cao ráo. Còn đẹp trai không thì để hồi chị Diếu khám phá. Rồi cảm ơn nàng trai. Dạ cảm ơn. À còn em gái ruột hả? Dạ em là em gái ruột của chị Diếu ạ. Chị Diếu giờ này dẫn ế là tại vì lo cho gia đình xong rồi lo cho ngày nuôi ăn em gái ăn học ạ. Em mong là hai anh chị cho nhau một cơ hội ạ. Nhà mình có mấy chị em gái? Dạ 5 ạ. Chị em nào có tính cách giống chị Diếu không? Dạ nhà em chị em hiền lắm. Có mình chị Diếu là vậy đó hả? Không chị Diếu cũng hiền và tại chị nói vậy thôi ạ. Không mà có chị vui mà. Dạ. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ. Chào cô. Dạ chào chú Hoàng Linh và chào cô Nam Thư. Chào con. Cô cũng lên dự chương trình này để mong cho hai con được nên duyên. Cô cũng mừng lắm. Cô thấy cô thấy Diếu sao? Còn Diếu, cô Diếu, Diếu sao Diếu? Cô thấy cô hiền dễ thương. Rồi vậy cô cảm ơn. Nhưng mà không biết con trai cô có dễ thương như cô không. Con mà biết bữa nay cô đến đây là con hồi nãy con giả bộ giả nai rồi đó, để lấy lòng má chồng tương lai anh. Cô ngồi im đó để tôi làm gì á. Dạ. Dạ em đang kìm anh. Cái gì cũng móc ruột móc gan ra nói à. Ừ tôi đến đây cũng chúc cũng còn mong cho hai cháu nó được nên duyên chồng vợ. Tôi điều đó là rất là mừng. Dạ con cảm ơn cô. Rồi. Rồi bây giờ để cho hai bạn gặp mặt nha. Rồi mình liệu cơm gấp mắm nói chuyện gặp với nhau anh, nha. Em nôn lắm rồi. Gặp đi rồi ảnh cho ăn mía. Rồi xin mời kéo rào. À, anh có cái này tặng em. Với mía với con sâu này chúc em vui vẻ. Cảm ơn anh. Em cũng có tí xíu quà. Sâu đó là sâu gì vậy? Dạ. Cái này là món quà của em là em ăn cắp hành của mẹ em đưa lên. Còn cái hộp này em tự mua nha, em tự làm. Còn cái này là em tặng anh nữa. Em giữ nữa, nếu mà mình có duyên thì cho nó gặp lại nhau. Em mở cho tôi coi coi ăn cắp của mẹ gì mà tặng em vậy? Em không biết. Hành. Trời ơi. Đúng là ăn cắp hành thiệt. Cắp hành mà dán hồ dính vô. Tại nhà em trồng hành mà hành thì lại gắn liền với tuổi thơ sự khó khăn của em nên em thấy muốn tặng cái đó. Ừ. Hành đó. Tạo hình gì trong đó vậy? Mặt cười, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như em. Cái mặt ở trong cái thằng vậy là anh đang chê em xấu hả? Bây giờ hai bạn đi. Anh lần đầu tiên anh thấy em sao? Đẹp quá không? Không, cũng dễ thương. Anh tính tình cũng vui vẻ. Còn em thấy anh sao? Em thấy anh hả? Đẹp trai hơn sự mong đợi của em. Nhưng mà thấy anh hiền, ít nói. Anh buôn bán mà anh ít nói, rồi anh buôn bán làm sao?
Thì là người ta hỏi giá, cái nói giá, người ta trả giá, cái em được anh bán không được thôi. Chứ bình thường anh để hàng vậy là muốn mua không mua kệ anh. Đúng rồi, tại anh không có rau. Tại anh có chiếc xe mà. Có chiếc xe thì xe lôi đó. Vậy là để vậy là có cái lo là tự phát là tự hỏi ra. Là không có lo luôn. Muốn bắt đắt thì đắt, muốn ế thì ế tệ hả? Anh bán đã quen rồi. Khách mối quen lắm thì người ta lại ta mua không à. Ủa vậy là anh bán một chỗ hay là anh bữa nay đi chỗ này mai thì đi chỗ kia? Đứng có một chỗ. Đứng một chỗ vậy ngoài hình đẹp trai vậy mà sao không có em nào hốt anh đi vậy? Cũng có chứ, tại anh cũng hơi kén chọn. Ồ, kén chọn hả? Tại người ta lớn tuổi hơn anh quá chứ nhỏ tuổi hơn quá, anh sợ người ta còn bồng bột. Nên anh mấy người thích anh mới có 20-21 tuổi à. Ồ vậy hả? Trời, cái tuổi đó là tuổi đang đẹp mà sao anh không hốt gì kìa. Tại còn nhỏ tuổi quá, anh không thích. Vậy vậy mình từ từ mình nuôi nấng, mình rèn luyện nó sao mà được mà anh. Còn em là anh thấy em lớn tuổi vậy thôi chứ cái tính cách của em là nó còn trẻ trâu lắm. Vậy đó. Nó tưng vậy đó là anh về rồi anh thấy sao? Cũng vui mà, anh thấy em cũng vui. Rồi em mà cái miệng tí li vậy anh chịu nổi không? Anh thích người nói nhiều mà. Mà đừng có nhiều quá, đừng có càm ràm được. Nếu mà bình thường mà anh đi làm về mà anh suốt ngày đi uống bia ôm, anh làm 500 ngàn uống hết 400 còn trăm về coi như là em gút ấp bóng anh liền. Anh chịu nổi không? Tại anh chưa có, giờ có em chứ mà anh có em rồi về anh đâu có đi không? Vậy anh hỏi ngược lại em chứ em hỏi ngược lại qua ngại lắm. Ủa không biết nữa hả? Anh đã nghe em gái em nói em cũng giỏi, chắc cũng nhà cũng biết nấu cơm này kia, chắc biết hết hả? Này ngại cứ mắc cỡ. Lễ phép là chắc sao giờ không biết nấu ăn hả? Nấu thì ăn cũng được, cắn răng thì ăn cũng được. Canh chua thì ngọt như là đường. Tại vì ở miền Tây mà nấu đồ kho thì nó rất là mặn chát. Nếu mà bác gái, nếu mà con nấu vậy bác ăn được không? Vậy đó, má anh đồng ý rồi đó. Anh mà không đồng ý rồi má anh không nhìn anh đâu. Trời đất ơi. Ở nhà mẹ anh nấu sao anh ăn vậy? Bây giờ thôi để thay đổi không khí nè. Mặc dù không khí mình nó rất là sôi nổi rồi, mình tăng thêm phần nóng cho không khí. Thì các bạn mình tặng nhau văn nghệ được không? Anh hát tặng em đi. Hát, ha? Hát sao đừng để khán giả chạy nha. Trời gì chưa hát mà áp lực với bà rồi. Bắt đầu 1, 2, 3, vô. Rừng hoàng đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương những chuyện hoa xiêm. Có người con gái sơn phơi vời, tóc còn ngân chưa đầy vui. Chiều chiều lên những đôi hoa xiêm, đứng nhìn xem tím hoang biên biệt. Nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Diệu, hát Diệu. Hát đi Diệu. Em... Em hát thì anh ủng hộ em. Kêu cái anh đó bớt cười lại đi anh, cái anh thiệt ghét thiệt chứ. Chỗ ta đang yêu đương đó. Đứng quay mình núp vô phòng đi. Chỗ ta đang yêu đương mà làm. Trời ơi, bà gây lộn sân khấu. Bà còn gây lộn với hậu đài nữa. Gây lộn tao quay phim nữa, trời ơi trời. Tại nó ngó em hoài anh. Ngó kệ, người ta quay phim tao phải ngó em chứ. Nhưng mà em đẹp em không thích người khác nhìn ngoài anh ấy. Vậy đó. Thôi, bây giờ hát cho em trai mưa với anh trai mía nghe đi. Dạ. Tình yêu ta thơ ngây đẹp như ánh sao trên trời cao. Bao nhiêu đam mê đời ta trao cho nhau, giờ đây trái tim anh thay lòng. Yêu khi lòng xa lòng chung quá hết. Em run quá. Ủa em cũng run nữa hả? Anh này, em chỉ có đứt cái dây thần kinh mắc cỏ thôi. Còn dây thần kinh run chứ bộ nó nằm hơi chỉ có ẩn sâu tí xíu thôi. Anh có bị bệnh tim hay là bị yếu tim gì không? Không. Ồ vậy thì nếu mà anh có bị bệnh tim hoặc yếu tim thì anh đừng nên bấm nút. Còn anh mà không bị bệnh tim thì anh nên bấm nút. Tại vì thường thường là không có ai chịu nổi em hết trơn á. Để hỏi trước. Bây giờ nhắm mắt lại, kiểm tra con tim của mình coi thử. Người ngồi bên kia có thực sự phải là một nửa mà mình đang tìm kiếm hay không? Nếu đúng thì hãy bấm nút. Còn mà nếu không phải thì không sao, nhường cơ hội đó lại cho người khác. Người ta hiền lành lắm đó nha. Hiền mà đừng ăn hiếp ta nha. Đừng có gọi là dụ người ta nha. Tại đàn gái lanh quá mà. Nhưng mà thật lòng. Nào. 3 2 1. Hết thời gian. Thôi.
hồi hộp quá, chị hồi hộp với em quá Díu. Nắm tay nhau đi. Em bắt tay anh trước được, em ngưỡng mộ anh lâu quá. Cảm ơn em. Có nhiều người hiểu người ta thương, dạ, không hiểu người ta nói này kia, nhưng mà anh nghĩ rằng anh rất cũng rất là quý em. Dạ. Ha, hai người này dạ, cũng là hai con người rất là chân tình ha. Dạ, mà nắm tay nhau đi nào. Chợ đêm gái nắm cho mà. Bao nhiêu năm trời không được nắm tay con trai. Em nói điều gì vài câu với cô. Cô có chấp nhận con làm con dâu không? Có, gật đầu rồi đó. Con cảm ơn cô. Con sợ con hơi năng động chút xíu, cái miệng người tí lia, con thấy con sợ cô. Không là gì hết. Ừ. Thôi, nụ hôn đầu tiên hai đứa bấm nút, đứa nào hôn cũng được hết. Diễu hôn đi Diễu. Nhưng mà em hôn chưa đủ 18 tuổi, nhắm mắt lại hết đi. Dễ thương hết sức. Đúng rồi, có qua có lại. Trời ơi. Trời ơi, hôn nghe như bảo luôn. Ôm nhau cái coi nè, hai đứa ôm nhau cái coi. Trời ơi.